Rồi, chúng ta đã về tới nhà rồi. À, đây là bánh mì chiên tôm, con gà xíu nó bỏ tủ lạnh rồi chiều ăn. À, cái này là ăn trưa. À, còn ăn sáng là đây, món ăn sáng của chúng ta đây. À, ăn sáng sáng nay thì bà ngoại dậy sớm. À, bà ngoại nấu một cái nồi nước lèo xương, rồi có bao tử, rồi có thịt. Đó. Này bao tử nè. Đó, bao tử. Rồi thịt, xương thịt nè. Đó. Còn xương có mà nó xương sụn mới ngon. Đó, về thấy bà ngoại nấu sẵn hết rồi. Này trứng cút nữa nè. Mời các anh chị và bạn ăn bữa sáng tại nhà nha, bữa sáng đơn giản. Còn này là chảo gì đây? À, cá bóng kho. À, cá bóng kho tiêu. Món kho tiêu của buổi chiều. Đó. Rồi mời cả nhà cùng ăn sáng nha. À, bạn Đồng này có domino mới. Chào bà cô chú ấy Đồng. Nay đi siêu thị đâu vậy? Nay Đồng đi siêu thị đâu? Ủa không phải siêu thị à? Một con gà hả? Xếp hình gì vậy? Chưa? Chưa? Rồi anh đi xuống đi bớt lửa lại thì bỏ con gà vô tủ lạnh đi kìa. Ủa rửa mới bỏ vô hay để vậy luôn? Rửa hết rồi chứ, để cứ bỏ vô đi, chiều mình rửa lại, rửa lại mình sao? Thôi thôi đi rửa đi rồi bỏ vô sao? Vậy chờ chút ba về ba rửa. Ba rửa rửa muốn. Mà ngoài nó hấp dẫn hơn là ở ngoài nữa. Đó, tô rất đầy đủ luôn. Có thịt băm, có phèo, có tôm, có bao trứng, tử có bao tử, có xương. trong này ra một cục thôi. Ủa cái này hai tô bưng cái tô của hai, có hai con tôm á nị, tô có hai con tôm của của thằng chồng này á, rồi tô có hai trứng của thằng Đồng, ba trứng của Đồng. Rồi rắc muỗng tiêu vô cái này mày ăn rồi bị cành hồng mày luôn á này ơi. Bỏ ra bỏ tiêu vô. Ăn nhiều ăn uống mới thì vừa. Chưa phải ăn giờ 9 giờ rồi. Mới đi chơi sáng hay gì mà. Mới đi chợ cái này bao tử luôn á, nó mua sẵn rồi chợ sáng thì đi mua thêm miếng xương với miếng thịt băm. Rồi, cái gì cũng mua sẵn. Ăn tiêu không? Mùa dịch hạn để chế tiêu ra đường mà chấp hành nghiêm chỉnh để chống dịch. À, bạn đồng nhỏ cái tô nhỏ. Nó mà nói nó không ăn. Nó có domino rồi. Chưa ăn bánh mì chiên tôm được à? Khỏi nấu. Rồi. Rồi con thân con này to của con này nó còn nhiều rồi xong chờ lát ba mày về. Hôm nay chị hai có ăn không? Không, hai bển nó hôm qua nó cũng để bao tử rồi chứ, hai bao tử chứ phải đầu phần hai bên một chừng nha, nóng nha. À, nóng hấp dẫn nha. Hấp dẫn chưa ăn. Ồ, bạn đồng nhỏ đang xếp domino hả? Nè, con của đồng nhỏ nè. Wow. Con này của ba Lâm nè. À, chào bà cô chú ơi. Con mời cô chú. À, hôm nay chúng ta ăn món hủ tiếu. Hủ tiếu Thanh Giang. Hủ tiếu ngọt nữa. Anh vợ ở nhà nào là cũng thấy có một bao gạo nữa đó. Ít nhất là một bao. Rồi rồi lấy domino xuống ăn đi. Đó. Rồi rồi. À, rau nè, rau rau gì má, rau xanh xanh này nè. Tần ngô. À, tần ngô với lại giá. Giá. Rau này là dành cho ăn chanh ớt để tắt. Nước mắm. Nước
Ồ. Của bà đồng nhỏ ngon quá trời luôn. Con đặt nước rồi đi ơi. Dẹp này, dẹp này chứ. Có gì khác? Khác chứ, tụi em nó lèo nhiều hơn. Nó to nó thôi vậy thôi. Nhiều hơn nó ăn nó béo mà. Này này ăn ít hơn anh hả? À? Tô này tô nhỏ ha. Đó. À. Có chín phút thôi con gái nè, má nó đã nói nó đang có nỉa cho nó ghim kêu. À, chạy miếng nước mắm vô. Này theo tính lấy tờ giấy rồi múc một chén nước vàng lên nữa này nè ơi. Tính theo giá ngoài chắc tô này chắc cả 50.000. À. Mời cả nhà ăn sáng nha. Đâu bạn đồng ăn ngon không? Ồ. Thổi thổi chứ thổi nguội chứ. Thử miếng bao tử nha. Con phải bỏ miếng đậu cần vô. Đầy tô mà. Chán thêm nước mắm. Có tô bự rồi con, nhà có hai cái tô bự à. Còn cái tô đó con lưng với má thấy thằng chồng nữa. Có bao giờ nó ăn nhiều đâu, nó ăn vô đó rồi. Như vậy đủ không à? Tô bự nhịn ngán. Ngâm thêm nước lèo không? Không á. Ngâm thêm nước lèo không? Cảm ơn nha. Cảm ơn cô Đồng nha. Ngon con, bút bút không con? Thứ hai là không có dám đi ra đường nhiều đâu. Hạn chế đi ra đường đó. Cô thấy bà chợ được không? Hả? Thì người ta buôn bán, người ta phải đi chứ. Những phần người ta đi chợ, chợ người ta phải lấy thôi. Không đi chợ mua gì ăn? Không đi chợ lấy gì ăn thì tranh thủ đi chợ cái người ta cũng về hết rồi trưa giống quay à. Ở ngoài có hủ tiếu, ngoài là hủ tiếu nó dai dai còn bự bự là gì, mà hủ tiếu gì mà nó có cái chất chua chua, nó có ít người ăn lắm. Đó là phải đặt mà cũng như là mối à, lấy đặt người ta mới làm không? Chứ còn lấy cái lên tay cho cô đó. Họ đi bán còn không có chai nước rửa tay. À, còn không có để chua chua. Đậu bí ăn ớt không? Đậu bí ngon. Cay lắm. Cay lắm là đúng rồi. Nó là nước mắm. Ừ, nó là nước mắm. Ngoài nấu muốn muốn không con? Ừ, đúng rồi. Nè, không có bà ngoài là đói luôn. Này là chỉ biết nấu mì gói thôi nha. Đúng không Đồng? Tại anh làm hết rồi, em đâu có cơ hội phát huy. Đúng đồng. Được rồi, có muốn đi. Rồi, được rồi, muốn mì nữa. Mì đâu? Mì ngon mà, có ăn mì mà, mì ý mà. Mì rất là mì cay mà. Rồi. Chiều nay con gái nó qua mà. Trời, mùa này quá. Hôm qua nó cũng để cho mấy cặp cẳng gà với nửa cái bao tử. Ừ, rau cần ô. Để hai nấu gì cho anh hai này ăn nấu. Nè xuống trụng trụng rau này nè. Trụng rau thằng ngon chứ thằng chồng người con. Trụng bỏ chén nó mới ngon. Đậm đậm này. Nước lèo nó đâu có đủ chín được. Nè, nó ngủ rồi nè, nè con cầm này xuống mi mi trụng rau cho ba. Cầm đi từ từ nữa con. Tí đàng hoàng. Cái này để cho nó hấp dẫn thì kia luôn nè. Mày đưa dĩa ra đây cũng có. Ừ. Nè đâu bứng xuống hồi đây. Đi từ từ đó con. Thôi con ăn đi, con ăn đi. Nó trụng rau.
Thôi, trụng rau rồi, đừng trụng giá. Trời nó chơi thôi, đừng quay cảnh này. Trụng sao ta? Nói chung là đừng có quay cảnh này. Quay cảnh này, quay cảnh gì bây giờ? Nói chung nhà hơi bừa bộn, anh chị và các bạn thông cảm nha. Ăn xong rồi Nị dọn tới nhờ mấy ngày này Nị cũng ở không dọn. Bình thường đi suốt. Trụng phải để trứng vô nữa hả? Không phải, để mất nó dính thôi. Ủa má ơi, trụng nước xong rồi đổ vô nồi luôn phải không? Thôi vậy được rồi, để nước luôn đi, đổ vô nó chua rồi sao? Con bỏ rang vô nồi. Rồi được rồi, được rồi. Rồi xong rồi. Rồi xong rồi. Tôm đi mà tôm. Này trụng rau khuyến mãi thêm cái trứng cút. Rồi cái vỏ tôm á. Rồi vỏ tôm. Nó cho bạn đồng cái trứng cút nè. Nó không ăn, nó mới lề cái gì? Nó ăn trứng cút quá vậy. Chiên lạ. Con lấy cái nĩa con đắp đi. Nó không chín, bỏ cho vô lại. Hồi xưa ăn hủ tiếu đâu có ăn rau này đâu không á. Có chợ có chứ. Hủ tiếu nằm vàng hả? Hủ tiếu nằm vàng là con lấy nó bừng ra nó có. Hồi xưa rồi. Hồi xưa không phải hủ tiếu nằm vàng. Dớ. Hôm sau này chế nhiều loại rau. Vòng đi hết. Đi vòng gì hết hả? Dạ. Sao vậy? Tại nãy nói đi lấy gà xong rồi về đi ăn vòng. Rồi đi lấy gà về xong cái ở nhà luôn. Chừng nó đi mà nó quơ cái là vắng đất à. Ngon đồng. Đâu ăn sao đâu, ăn sao đâu, ăn sao. Đó, bạn Đồng ăn nè. Nó đi ra quán này, mi đút ở nhà là tự múc không à. Đó. Để vậy múc hả? Cái đũa đó. Cầm đũa rồi, cầm đũa trong bà cô chú coi kìa. Ừ. Nè. Hả? Ủa. Bây giờ mới nhớ nè. Là tôm gì má? Tôm càng à? Mình đi Vũng Tàu bắt tôm tích đi. Lát đi Vũng Tàu bắt tôm tích à? Tò. Cái lỗ nhỏ. À. Đi Vũng Tàu mà đậm như đi ra ngã tư này. Nên chút nữa đi Vũng Tàu bắt tôm tích đi. Đi bỏ biển rộng rãi đi. Ừ. Mày biển rộng rãi. Biển cho rộng rãi. Ừ. Biển người ta bỏ muối không mặn lắm. Bà biển rộng rãi hả? Ừ. Cái gì sao? Nước biển thôi à. Ừ, nước biển hả? Đâu sợ biển như gì nữa. Ủa, đi Vũng Tàu bằng cái gì? Đi Vũng Tàu bằng cái gì? Đi Vũng Tàu bằng... Bằng cái gì? Dạ, xe hơi. Xe hơi hả? Đi bộ được không? Không được. Giờ các xe mà đi các tỉnh cũng ngưng à. Mua bịch đó nó rẻ hơn. Mua gì ba? Bịch nước rửa chén. Cho mà đổ vô bình. Có sẵn bình á, đổ vô. Domino không? Giờ ở nhà mỗi người có công tác dân vận. Mỗi người đi đâu tiện đường rồi mua con bịch, Đó là gì? Kem răng hả? Kem răng, tặng kèm chảy răng, hơi mốt
Tết, cái này tặng cũng quà Tết nè. Tết tặng chưa hết, giờ tặng nữa. Ăn nhanh đi vòng ơi. Ngoại làm thẳng cho ngoại rồi. Ngoại đổ nước lèo vô thôi. Ngoại đổ nước lèo cho tí cái bụng ngọt vô con thô nè. Cho tí bụng ngọt vô cái thô của ngoại nha. À, tạm ngưng chút xíu nha. Chút xíu là có gì hay mời tiếp. Rồi, bây giờ tới công đoạn quan trọng nè. Để có bữa ăn tiếp theo thì bạn Nị phải chuẩn bị cái khâu là rửa chén. Rành nó ăn. Rồi, một số hình ảnh bữa sáng ở nhà. Gửi bà con cô bác xem chơi cho vui nha trong những ngày này. Hủ tiếu Nam Giang đơn giản nè. Hết thế là hết một buổi sáng. Buổi trưa thì ăn bánh mì chiên tôm. Chiều nay thì ngủ. Bữa nay thì cũng có nhiều chương trình đi quay lắm nhưng mà ngại phải đi tới đi lui nữa. Để hồi coi có đi đâu. Đi đâu thì sẵn tiện đường chia sẻ bà con tiếp nha. Chứ bây giờ chủ động mình đi lang thang thì thành ra không hay cho lắm. Nhà nhiều cái tô lớn này lắm nè. Nhưng mà nó bằng này rửa xong nó còn có 2 tô mà. Chà mạnh quá nó mòn mất tiêu hết trơn rồi. Nhỏ vậy. Dạ đủ cỡ đủ kiểu hết trơn. Anh mua 2 tô à. Anh mua 2 tô à. Còn bạn Đồng thì làm công tác dọn dẹp bàn ghế. Lao bàn. Ăn thì người nào ăn tô bự đó, Đồng ăn mới chéo à, bắt Đồng làm ướt sùng về đất luôn. Lớn rồi. Rồi lao không được phải đeo lên bàn luôn nè. Đó, đeo lên đó mới có thế mà lao. Lao cho sạch nha con, con coi chừng con đi. Tại vì cái bàn học bây giờ thành bàn ăn. Rồi. Phải lao cẩn thận. Rồi xếp ghế lại luôn nha. Đó. Kéo bàn lại con, kéo bàn lại. Kéo nổi không? Kéo nổi để ba phụ cho. Không nổi đâu. Nhướng. Nói không bà nội nha, nói không bà nội. Rồi. Đi bắt con làm nha. Con ốm luôn. Để ba phụ cho, Trời ơi. Để con làm. Ba không có giỏ đâu con thì. Thôi, ba không có giỏ. Rồi. Đồng có giỏ. Ôi còn ghế đó sao ghế sao? Trời ơi. Thôi để ba đẩy cho này nặng lắm. Sao vậy? Ngồi đó mà ăn cho ngon miệng đi. Thấy không? Thấy chưa? Mắt lần kìa, mỗi lần khen nó cái mắt lên dưới. Không được đâu, để bà đẩy cho. Rồi. Ủa phải để vậy không? Phải để vậy không? Hay quá. Hai cái một thôi. Hai cái không để vô được. Đẩy hai cái xuống đi con. Ba có giỏ bà làm được. Đẩy vô. Ôi. Rồi ban bà cô chú đi. Là cô chú. Hẹn gặp lại. Chậm đi.